chào các bạn. Ở trên sân bóng rổ thì có thể chia làm nhiều khu vực thi đấu khác nhau. Và ở mỗi khu vực thi đấu thì sẽ có một khoảng thời gian quy định khác nhau. Đây là một điều hết sức là đặc biệt trong bóng rổ. Chúng ta có luật 3 giây, luật 5 giây, 8 giây và 24 giây. Thông thường thì nếu những cái khu vực nào mà có cái thời gian hạn chế càng ít thì nó sẽ càng là khắc nghiệt để cho vận động viên có thể là tồn tại trên sân. Ngày hôm nay, một trong những khu vực nóng bỏng nhất và quyết định rất nhiều đến sự thành bại của mỗi đội bóng đó là khu vực dưới bảng rổ. Và kỹ thuật liên quan trực tiếp đến khu vực này là kỹ thuật bắt bóng vượt bảng. Đây là một kỹ thuật vô cùng quan trọng và bắt buộc mỗi vận động viên khi thi đấu đều phải nắm được và thực hiện tốt. Đối với khu vực này thì thông thường sẽ là sự tranh chấp trực tiếp giữa các vận động viên có thể hình cũng như là sức mạnh và hàng tốt nhất của mỗi đội bóng. Vì là khu vực cực kỳ là khó khăn, đòi hỏi đến sức mạnh, thể lực và những cái yếu tố khác, quyết tâm hay sự tinh quái khác nữa. Cho nên rằng là nếu như mà đội bóng nào kiểm soát được khu vực dưới bảng rổ thật tốt thì đội bóng đó đã có cái khả năng là nắm được cái phần thắng lên đến 70% rồi. Tôi sẽ đi vào kỹ thuật ngay bây giờ. Thông thường nếu như bóng được ném lên và không vào rổ thì cái trường hợp thường xảy ra nhất đó là bóng sẽ nảy ra, người ta gọi là bóng vượt bản. Trong một cái phạm vi từ tâm rổ chiếu xuống đất từ 2 đến 3 mét sang các hướng khác nhau thì đây là một diện tích chật hẹp mà không chỉ 2, 3 hay 4 người mà sẽ có lúc là cả 10 người của cả hai đội cùng tranh chấp với nhau. Chỉ một khoảnh khắc thôi nó sẽ quyết định cái sự thành bại trong khu vực này. Động tác đầu tiên mà chúng ta sẽ phải nắm thật chắc để có thể là giành được chiến thắng ở trong khu vực rất là chật chội cũng như là đông đúc này, đó là cái cách bắt quả bóng như nào cho nó chắc chắn. Khi bóng được ném lên và nảy ra thì chúng ta hãy bật cao hết sức có thể, chọn một cái điểm rơi thật là tốt. Ngay lập tức chúng ta dùng tay giữ chặt bóng, cuộn mạnh vào trong lòng. Và khi tiếp đất thì chúng ta sẽ hạ thấp trọng tâm, mở rộng hai bên tay để bảo vệ quả bóng an toàn. Vừa rồi chỉ là một bài tập nhỏ trong một tình huống giả định khi mà chúng ta tập luyện mà thôi. Trên thực tế thì trong thi đấu những tình huống bắt bóng vượt bảng nó sẽ vô cùng phức tạp. Và cái việc mà chúng ta phán đoán được điểm rơi của bóng nó gần như quyết định sự thành công của chúng ta khi chúng ta muốn bắt bóng vượt bảng. Vì vậy rằng là hãy xuất phát từ những điều đơn giản nhất, đó là tập luyện cái cách bắt bóng làm sao cho nó thật chắc chắn, thật là mạnh và bảo vệ quả bóng thật là tốt khi mà chúng ta đã rơi xuống đất. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Hy vọng là những tư vấn vừa rồi của chúng